khối bất động sản thuộc gia tộc của bà Trương Mỹ Lan đồ sộ đến mức nào? Tòa cao ốc văn phòng Times Square nằm ngay đại lộ Nguyễn Huệ đắc địa. Đây cũng là tài sản đảm bảo cho 46 khoản vay có dư nợ hơn 39.217 tỷ đồng. Khu phức hợp Union Square nằm ở vị trí đất kim cương bốn mặt tiền đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn ngay trung tâm quận 1. Trung tâm thương mại này có diện tích khoảng 8.800 m², tổng diện tích sàn lên đến 91.000 m², quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi. Khu phức hợp Union Square từng được Vạn Thịnh Phát mua lại với giá 10.000 tỷ đồng. Tọa lạc tại quận 5, An Đông Plaza Windsor Hotel có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng với tòa nhà cao 25 tầng và trung tâm thương mại, hội nghị. Thuận Kiều Plaza do công ty cổ phần An Đông mua lại với giá gần 700 tỷ đồng và cho xây dựng lại thành trung tâm thương mại The Garden Mall. Sau năm nằm về tay Vạn Thịnh Phát, dù ba tòa tháp đã thay áo mới, chuyển từ màu hồng trắng sang màu xanh lá cây, đổi tên dự án từ Thuận Kiều Plaza thành The Garden Complex nhưng vẫn lâm vào cảnh hoang vắng như trước. Đồng cảnh ngộ, tòa nhà Saigon One Tower tại quận 1 sau khi về tay chủ đầu tư mới là Vivaland thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cũng đã khoác một chiếc áo mới và thay tên đổi họ thành IFC One Saigon nhưng đến nay vẫn chưa thi công xong. Căn biệt thự cổ phong cách Pháp có 4 mặt tiền nằm góc giao lộ Võ Văn Tần Bà huyện Thanh Quan Nguyễn Thị Diệu quận 3 thành phố Hồ Chí Minh được Vạn Thịnh Phát đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng để mua lại năm 2015, sau đó đang thực hiện việc cải tạo, nâng cấp. Sơ Út Residence tọa lạc tại đường Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là cao ốc căn hộ du lịch có 240 căn hộ, trong đó có 12 căn penthouse được trang bị nội thất và nhiều tiện ích sinh hoạt giải trí phục vụ suốt ngày đêm. Đây cũng là nơi ở của bị can Trương Mỹ Lan. Dự án mũi đèn đỏ tại Phước Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có tổng quy mô gần 118 hecta, được đầu tư với số vốn khủng lên đến 6 tỷ đô la Mỹ. Dự án thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Saigon Peninsula, một pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại số 193-203 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tòa nhà này không còn được sử dụng. Khách sạn Duxton, tòa nhà số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà tại số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Vạn Thịnh Phát cùng nhiều tài sản khác ở khu vực trung tâm thành phố. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh hơn 150 bất động sản có liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, khối tài sản cực khủng khác của bà Trương Mỹ Lan cũng bị kê biên liên quan đến cổ phần tại SCB, du thuyền, ô tô cùng nhiều giấy tờ có giá trị khác.